Tài xin chào khán giả của Elman Việt Nam. Yeah. Chào. Lần này tham gia thì cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Mình cứ vào mình chơi hết mình. Mình được gặp các anh em giao lưu học hỏi. Chiến lược của Tú là dựa trên chiến lược của người khác và phát triển chiến lược của mình. Tôi không tin. Tại sao một ngày quay tôi không tin anh Tú không có sự chuẩn bị. Không có sự chuẩn bị về cái khác, nhưng mà bảo đảm là có sự chuẩn bị về tâm lý và thủ đoạn rất khôn lường. Quăng miếng liên tục, cho nên là tôi nghĩ là đây là một nhân vật không hề đơn giản như trình này. Là... nói chung thì cả tung người hứng chứ, đúng không? Rồi. Không thì rất miếng sao? Chắc chắn rồi, tại vì Tú nghĩ rằng khi mà Tú bước vào trong chương trình Anh Trai C2 thì mình sẽ hy vọng là được thử sức qua tất cả màu âm nhạc khác nhau, các vị trí khác nhau. Đây là cái điều mà Tú rất là mong muốn, được vừa làm rapper, vừa làm nhảy, có thể là được trải nghiệm tất cả mọi thứ. Anh Sắc cũng đã may mắn được trải nghiệm rất là nhiều cái loại hình nghệ thuật rồi, ví dụ như ca hát nè, rồi nhảy nè, rồi nhóm nhạc cũng tham gia rồi, rồi xong đóng phim cũng may mắn được tham gia rồi. Nói chung là cũng đã từng những cái bước bập bẹ rồi làm tất cả những cái công việc như DJ, MC nọ rồi, cho nên anh Sắc cảm thấy rằng là mình cũng trải nghiệm khá là nhiều. Thật ra bây giờ để nói là tìm cái mới á, thì đối với Isaac rất là khó. Cho nên lý do vì sao mà Isaac tham gia cho C2, bởi vì Isaac nghĩ rằng là một mình á, thì sẽ khó tạo nên những cái điều mới mẻ liên tục, cần phải có sự hỗ trợ của tất cả những cái người đồng nghiệp, ví dụ như Tú hoặc là tất cả những anh em trong Anh Trai C2. Tú Tài xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chia sẻ của Tú Tài, và Tú Tài xin chúc tất cả mọi người, các độc giả của Elman thật nhiều sức khỏe, và hy vọng mọi người sẽ hãy ủng hộ cũng như là đón xem những gì mà Tú và Tài sẽ thể hiện chương trình lần này nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye. Xin chào.